Thưa quý vị và các bạn, nếu như gia đình có một trẻ tự kỷ thì đó cũng là một nỗi lo của cả gia đình bởi vì chúng ta sẽ phải đồng hành với trẻ, tránh để cho trẻ gặp phải những tình trạng nguy hiểm và có rất là nhiều trẻ em khi bị tự kỷ nếu như không nhận được sự quan tâm của gia đình thì cũng có thể bỏ đi, thậm chí là đi lạc nhiều năm và đó cũng là một câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn ngay sau đây đến từ nước Mỹ. Niềm hạnh phúc vô bờ bến đã đến với một gia đình người Mỹ khi mà cậu con trai của họ đã được tìm thấy sau hơn 2 năm mất tích. Cậu bé mắc chứng tự kỷ và mất tích từ năm 2019. Gia đình đã làm mọi cách để có thể tìm kiếm. Họ đã phát đi giấy thông báo khắp mọi nơi lên mạng xã hội và tuyệt vọng theo đuổi những thông tin mà không có kết quả. Thậm chí là họ còn chuyển lại nơi mà họ đã từng sinh sống để hy vọng rằng một ngày cậu bé cũng sẽ quay trở lại đây. Connor Jack Oswald, 19 tuổi, đến từ California của Mỹ, đã được tìm thấy an toàn ở tiểu bang Utah hơn 2 năm sau khi được thông báo là mất tích. Vào thời điểm đó, Oswald, 16 tuổi, em được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ vào năm 2014. Tuần trước, có người ở Utah báo cáo về việc Oswald ngủ bên ngoài một cửa hàng ở quận Summit. Khi cảnh sát đến nơi thì thấy Oswald đang bị lạnh cống và đang sống trên đường phố trong hai tuần qua. Vì Oswald không cho biết tên, nên cảnh sát mất thời gian truy tìm cơ sở dữ liệu của Trung tâm Quốc gia về trẻ em mất tích. Nhờ vậy, họ đã liên hệ được với gia đình để xác định. Oswald hiện đang được cơ sở xã hội chăm sóc và trong tiến trình để đưa Oswald về đoàn tụ với gia đình.